Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins đã khá khó khăn để tập trung khi một trong những chú chó của ông liên tục làm phiền. Chú chó Miss Nick, 7 tháng tuổi thuộc giống chó núi Burn, không hay biết chủ nhân của mình đang xuất hiện trên truyền hình mà chỉ chăm chăm kêu gọi sự chú ý của ông. Miss Nick trong tiếng Ireland nghĩa là lòng can đảm, là một trong hai con chó mà Tổng thống Higgins đang nuôi.